Im miệng đi. Anh à, tránh ra, đừng bước tới. Anh bình tĩnh đi, bỏ con dao xuống trước. Giảm cảnh sát khủng khiếp các người, ai cũng đều đáng chết. Tụi bay là tà ma ngoại đạo, tâm thủ bất chính đó, tránh ra. Có chuyện gì bình tĩnh rồi hãy nói. Chúng tôi tới giúp anh, bỏ con dao xuống đi. Im miệng đi, tụi bay không chịu tha thứ cho tao. Được, tao cũng không tha cho tụi bay đâu. Cảm ơn. Tôi muốn làm rõ một điều. Dựa theo sơ bộ điều tra của cảnh sát chúng tôi, đầu đã bắn trúng đứa trẻ bị thương là từ khẩu súng tự động của tên cướp đã bắn ra, chứ không phải từ súng của đặc cảnh sân bay bắn ra. Thưa sở trưởng, ý ông đang nói tức là về sự việc này phía cảnh sát không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì, đúng không? Phía cảnh sát cũng thấy có lỗi trong sự việc này. Phía cảnh sát chúng tôi cũng đã phái người tới bệnh viện để thăm hỏi đứa trẻ đó rồi. Và ba má đứa trẻ cũng biết được sự nguy hiểm khi để trẻ em ở nhà một mình. Họ đã đồng ý không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa, tất cả hành động của cảnh sát từ trước tới giờ đều lấy an toàn của người dân Hồng Kông làm nhiệm vụ hàng đầu. Cảnh viên có phần tham gia trong hoạt động lần này, ai nấy cũng lấy tính mạng mình để hành động. Một dân chính chỉ muốn triệt phá tội phạm, bảo vệ pháp lý. Tôi cảm thấy bọn họ không làm cho người dân Hồng Kông thất vọng, tôi tuyệt đối đáng để khen thưởng. Sở trưởng nói như vậy chứng tỏ là phô trương có thể ở lại, đúng không? Những trường hợp không khai như vậy, sở trưởng nhất định bảo vệ tôn nghiêm của cảnh đội, không thể làm cảnh đội mất uy tín đâu. Đừng cố hỏi tôi, tôi đã nói không biết cái gì hết. Mọi thứ đều phụ thuộc vào vận may của phô trương thôi. Sếp Đặng, sếp Chương. Cậu chính là phô trương sao? Chăm nghe cậu bằng mắt thấy nha. Sếp Đặng, tìm tôi có chuyện sao? Cậu có biết lần này gây ra chuyện lớn như vậy sẽ làm cho cậu có hậu quả gì không? Tôi đã có sẵn tâm lý chuẩn bị hết rồi sếp. Sở trưởng đã nói với tôi, ông đánh giá cao biểu hiện lần này của mọi người, đặc biệt là mọi người gặp nguy không loạn, làm tốt trách nhiệm, tuyệt đối không làm mất mặt nhân viên cảnh đội của chúng ta. Sở trưởng còn kêu tôi cổ vũ mọi người tiếp tục cố gắng nữa. Vậy tức là tôi sẽ không bị đuổi phải không sếp? Sở trưởng đã nói vậy thì mọi người có thể yên tâm rồi. Thank you sir. Thanh niên trẻ nên giữ mãi ngọn lửa này, phải cố gắng hoàn thành hết khóa tập cuối lần này. Việc lần này so với việc có được gia nhập đội hay không tuyệt đối không có liên quan, có hiểu chưa? Yes sir, tôi sẽ cố gắng. Cho dù sở trưởng không truy cứu, anh cũng phải mau chóng nộp bản báo cáo cho tôi. Yes sir. Alo, bà Mã, sao đây? Không cần, không cần, không cần. Bác sĩ nói con phải ở lại thêm vài ngày mới xuất viện được, tới đó còn gọi cho má. Má cũng dám gạt, coi chừng trời đánh đó. Tôi chỉ sợ mất công bà tới lui vất vả, cái này gọi là lời nói dối đẹp đẽ. Phải rồi, sao lại biết hôm nay tôi xuất viện vậy? Muốn biết có gì khó đâu chứ. Khó ở chỗ sao anh được rảnh đó mà. Nói thiệt tôi không có rảnh, có chuyện muốn hỏi anh thôi. Nè, nếu như anh muốn hỏi tôi vụ của phô trương nữa thì thật sự tôi không có gì để nói thêm. Sai chính là sai, nếu làm sai phải gánh chịu hậu quả của mình. Nếu như sở trưởng và sếp Đặng đều nói là tôi không làm sai, anh còn có thể làm gì được tôi chứ? Bọn họ không truy cứu không có nghĩa là anh không làm sai. Hôm nay anh làm qua những gì anh biết, anh biết, tôi cũng biết. Chuyện cũng đã qua rồi mà. Trước giờ anh đều có thành kiến với tôi không có gì để nói cả. Anh không có làm gì có anh dám chứ. Nói anh không chống đối tôi đi. Anh nghĩ sao tôi không quan tâm? Nhưng mà anh nhớ cho kỹ, tôi là chỉ huy, ai được nhập đội sẽ do tôi quyết. Nếu như tôi không được nhập đội thì đó là tổn thất của ASU. Ai
ơi, đau quá, đau quá, đau quá. Qua giờ tôi coi nè. À, thôi đi, một người giúp tôi xách đồ, một người dìu tôi đi. Vậy thôi, vậy thôi. Có người phụ anh rồi, tôi đi trước nha. Ê, ê, cãi, cãi, cãi. Ban đầu tưởng có thể ngồi ké xe của ảnh, đỡ phải tốn tiền taxi. Lát nữa thì ngồi taxi anh trả đó nha. Tôi cũng không biết tại sao lại đi làm bạn với loại người tham lam hư danh, mê gái bỏ bạn giống như anh vậy. Hình như hai câu anh vừa nói dùng để hình dung phụ nữ thì tôi phải. Tôi coi anh là người coi như tốt lắm rồi đó. Dữ dằn quá ha. Ui, đau quá, đau quá đi. Không phải đang đứng đợi taxi với anh hay sao? Không lẽ muốn tôi đứng đây hiến thân cho anh luôn hả? Không cần. Giữa đường giữa xá nói ba cái chuyện nghe thấy gớm. Anh thân với anh như vậy, không phải cũng muốn thăng chức tăng lương thôi sao? Tôi không có suy nghĩ xấu giống như anh đâu. Sếp Chương là anh em tốt, đã vào sinh ra tử với tôi trong nhiều hành động rồi. Anh đừng có khờ quá, phát súng đó anh bắn anh đó, vậy cũng không giận, não anh bị bệnh rồi. Tôi đã nói phát súng đó ảnh chỉ vì muốn cứu tôi. Không có phát súng đó anh mất đi người bạn tốt rồi. Tính ra anh còn phải nói lời cảm ơn ảnh, ở đó mà suốt ngày gây với người ta. Tâm trạng không được tốt, tự mình về đi. Hey, hey. Má đi đâu sao không nói một tiếng vậy? Con về nhà cũng đâu nói với má tiếng nào. Gì chứ, má coi tin tức thấy sở trưởng con nói không truy cứu chuyện con nổ súng bắn cướp. Vì vậy má đã đi chùa trả lễ đó. Má sợ con cười má nên má không nói con biết. Tất nhiên phải cười má rồi. Ngày thường má có làm mấy chuyện đi chùa trả lễ này đâu. Cộng thêm má đôi giày đẹp như vậy nữa, thiệt tình. À, má thấy con bình an vô sự nên giúp con làm chút việc được không? Được chứ. Má muốn làm gì cũng được hết. Là con không đúng. Con làm cho baby lo lắng cho con. Không có lần sau đâu mà, con sẽ cẩn thận hơn có được hay không. Nhưng mà má làm ơn, sau này có đi đâu cũng phải nói cho con nè, biết. Nè nè nè, con đừng có coi má giống như mấy người bạn gái của con. Má đây thì không muốn con suốt ngày cứ bắt má phải giống như là báo cáo tất cả hành tung của má với con vậy đó. Hả, má có biết má quan trọng hơn so với mấy người bạn gái đó hay không vậy hả? Hiện tại con chưa có bạn gái, dĩ nhiên con nghĩ vậy. Má khi dễ con trai của má hay sao? Má có biết nếu như con muốn có bạn gái, xếp hàng xếp qua tới bên nước Ý cũng phải có đó. Rồi xếp tới nước Ý, tối nay không nấu cơm, ra ngoài ăn món Ý con đi ha. Con đừng ra ngoài chạy bộ, gọi về nhà ăn đi má. Vậy má gọi đó nha. Tôi không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau. Người lần trước nhìn thấy là con trai của cô tên Cảnh Sơn phải không? Hay là cô vào vấn đề chính đi. Hồi đó tôi đưa chi phiếu cho cô không chịu nhận. Tôi cứ tưởng là cô khác với những người phụ nữ khác, sẽ không vì tiền mà giành chồng của người khác. Thật chất tôi đã đánh giá sai về cô. Thì ra cô đợi bao nhiêu năm chính là vì đợi con của cô lớn lên. Tôi thì không biết tôi đã làm gì để cho cô cảm thấy là tôi có âm mưu. Con trai của tôi nuôi lớn là chuyện mà người mẹ phải làm. Vậy bây giờ cô muốn sao? Chỉ cần hai má con cô không xuất hiện trước mặt người nhà của tôi nữa là được rồi. Thật sự là tôi không muốn gì hết. Con trai cô thì sao? Nó có biết Si Sa là con của Hoành Vũ không? Biết hay không thì tôi nghĩ là nó không quan trọng chút nào. Hiện giờ hai chúng ta đều đã làm mẹ hết rồi. Chắc cô cũng hiểu rõ cảm giác của tôi bây giờ. Hiện giờ tương lai của Si Sa ở trong đội cảnh sát vô cùng sáng lạn. Tôi không muốn con trai cô ảnh hưởng tới nó. Con trai tôi muốn thi đặc cảnh sân bay là ý nguyện của bản thân nó. Vì biểu hiện của nó trong đội xuất sắc cho nên mới có được cơ hội này. Tôi sẽ không ngăn cản nó. Và tôi cũng không ngăn cản được nó. Nếu tôi thật sự muốn giở trò thì không phải đợi tới ngày hôm nay. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ lấy thứ gì của cô. Lúc trước không, bây giờ cũng không. Và cả sau này cũng không cần. Được, cô nhớ kỹ những gì hôm nay cô đã nói. Được rồi, hôm nay sẽ nói với mọi người về phần quan trọng nhất liên quan tới ASU. Điều lệ an ninh hàng không, chương thứ 494. Cho dù sau này mọi người có làm việc trong ASU hay không, đây cũng là một tiết học cần thiết phải biết dành cho một lực lượng cảnh đội đặc biệt. Trước hết chúng ta sẽ nói về chương thứ 12B. Bất cứ ai trên máy bay cố ý cản trở nhân viên tổ bay ở trên chuyến bay thực hiện nhiệm vụ. Ăn cơm xong nên động não về một chút, nếu không dễ bị đầy bụng lắm đó. Bất cứ ai trên máy bay không nghe theo chỉ lệnh do nhân viên tổ bay phát ra, không có lời giải thích hợp lý, khổ đi, cũng thuộc về phạm pháp. Nha. Bởi vì trên máy bay, nhân viên tổ bay có trách nhiệm đảm bảo máy bay an toàn sinh mạng tài sản của toàn bộ người trên chuyến bay. Dạ sếp. Số 18, buồn ngủ vậy, hay dọn đồ về nhà ngủ đi có chịu không? Xin lỗi sếp. Nói xin lỗi bản thân của mình đi. Số 11, cô tôi không qua nhìn thấy cô làm cái gì sao? Hai cô cậu,
lập tức xuống sân, làm 100 cái hết đất đi. Đi. Yes sir. Yes sir. Thời gian cùng cô ở bên nhau, hy vọng có thể cùng cô xây dựng tương lai, không thể gặp được cô. Làm ơn đừng sao chép lời thoại trong quỷ quái, đừng giả làm khổng lưu nữa. Tóm lại đừng có làm phiền tôi. Làm gì tức giận dữ vậy? Có người rất rảnh rỗi nên cảm thấy phiền thôi. Ồ, có người theo. Có khi nào cô nghĩ nhiều quá không? Không biết nói sao cho cô hiểu. Không sao đâu. Nếu như có chuyện gì cô muốn tìm tôi nói chuyện, tôi sẵn sàng lắng nghe. Tôi cho cô mượn lỗ tai này. Cảm ơn cô. Sếp Dương, chào sếp. Đi làm nhanh gì? Muốn khen thưởng không? Đích thân sếp Dương tới bệnh viện thăm hỏi và quan tâm. Thân là cấp dưới như tôi nhất định phải sớm ngày hồi phục, mau chóng đi làm mới xứng với công sức sếp bỏ ra chứ. Giờ vấn đề chính đi, nịnh bợ hoài. Mấy việc nịnh bợ trước giờ tôi không hề làm. Hộp này mua tặng cho anh đó. Muốn hối lộ cấp trên sao? Cho dù cái hộp nhỏ như vậy vẫn có thể cấu thành tội hành vi sai trái của nhân viên công chức đó. Trước thời khắc cái hộp này vẫn chưa đặt lên bàn của anh, tôi đã lập tức trở thành bạn của anh rồi. Vì vậy anh không phải cấp trên của tôi, tôi cũng không phải là cấp dưới của anh. Hả? Nè bây giờ bạn bè mời bạn bè uống nước, làm gì có tội được chứ. Hả? Nếu như anh thật sự cảm thấy rất áy náy thì trả lại tiền cho tôi đi. Được thôi. Bao nhiêu tiền? Có cần nghiêm túc vậy không? Không thì tan ca rồi tôi đưa cho anh. Đưa đây đi. Sao rồi? Chân của anh không sao chứ? Có cần nghỉ ngơi thêm không? Nè, trọng điểm ở chỗ này. Bác sĩ có nói với tôi, kêu tôi tạm thời đừng vận động mạnh quá. Nè, lát nữa trận banh thiếu mất một người. Vì vậy tôi muốn hỏi anh có rảnh không? Đám người đá banh anh cũng quen mà. Không đi được, có hẹn với vợ rồi. Vậy thì càng tốt, kêu luôn chị dâu tới cổ vũ. Anh vừa đá vô một cái thì chỉ xong tới hôn anh tới tấp. Cảm giác lúc mới yêu sẽ quay về nhanh thôi. Hiểu không? Hẹn với chị dâu quan trọng hơn. Vậy hết cách rồi. Định sẵn đội banh của chúng tôi không được may mắn mất đi cái chân trái hoàng kim, có phải không? Hả? Thắng giải quán quân thôi mà. Năm nay không đá được thì năm sau đá. Không sao đâu, có phải không? Tại chúng tôi không đủ người nên không vào được chung kết, có sao đâu. Đâu phải kỹ thuật của chúng tôi có vấn đề, có phải không? Alo, anh tăng ca rồi. Em muốn anh từ đầu đón em đi. Em xin lỗi ông xã, buổi hẹn hôm nay phải hủy bỏ rồi. Tại sao vậy? Em thấy không khỏe sao? Không có, má có hẹn em đi gây quỹ hội phụ nữ gì đó. Má có kêu anh đi chung nữa. Anh không đi đâu. Em biết anh không thích xã giao mà. Em nói với má là phải họp gấp là được rồi. Vậy anh nhớ ăn cơm đó nha. Được rồi, anh nhớ rồi mà. Nếu vậy á, cực cho em rồi. Được rồi, bye bye anh. Bye bye. Alo. Đá sân nào vậy? Easy. Chà, tôi đúng lúc hay thiệt. Anh có biết không, trận banh hôm nay đá giải vô địch. Tôi cá hết cả thùng nước ngọt đó. Ban đầu tưởng móc bóp ra chắc rồi, bây giờ bỏ vô được rồi. Ui. Tại sao anh lại ở đây vậy? Còn phải nói thiếu một người thôi sao? Bình tĩnh đi. Nè, có những thứ gọi là đúng lúc tới, không thể nào mà ngờ tới được. Ban đầu anh nói có hẹn với họ không tới đá được nên tôi mới kêu người khác đá thay. Đột nhiên anh nói tới đây đá, đâu có vấn đề gì đâu. Thêm một người coi như thêm một đôi chân, thêm đôi chân coi như thêm người dự bị. Thêm người dự bị thì sao? Mọi người có thể đá thoải mái hơn. Vậy bây giờ ai sẽ đá dự bị hả? Đừng căng thẳng quá mà. Tôi kêu Qua Độn làm dự bị. Nè Qua Độn, ra đây. Hai vị đều là cầu thủ chính. Ok. Qua Độn đi vào ngay cho tôi. Bây giờ có ảnh không có tôi, anh chọn đi. Không cần chọn đâu, tự đá đi. Ê, này, mất đi đôi chân hoàng kim của anh, tùng nước ngọt của tôi coi như thua chắc rồi. Anh chọn ảnh gì tôi vậy? Ê, này, anh là đầu sắt mà. Mất đi anh tôi thua chắc thùng nước ngọt rồi. Vậy giờ sao đi? Nè, chúng ta đều là đàn ông mà. Có chuyện thì giải quyết trên sân bóng đi. Đã tới đây rồi, banh còn chưa đụng vô đã đội đi rồi. Giống gì chứ, hả?
Tối nay tiểu tiện cũng bị đứt đoạn đó, có biết không? Nè anh á, thì tôi đã chắc rồi đó. Tôi chỉ sợ có người á, nói thì giỏi, đá thì dở thôi. Anh á, thì đá bằng chân chứ không phải bằng miệng đâu. Đúng, hai vị nói như vậy đều rất chính xác. Nè, đội banh lần này là song kiếm hợp bích, muốn thua cũng khó rồi đúng không? Đầu hàng đi nè. Quả độn, anh ra lại đây đi. Hả? Hai vị gia chính ra sân thôi. Ra sân thôi. Mạch cơ. Sao anh đá dở dữ vậy? Bây giờ bị người ta đá vào rồi kìa. Rõ ràng có đồng đội kế bên, anh lại không dừng banh là sao? Làm vậy? Làm gì chứ? Điên khùng thiệt. Anh có biết cái gì gọi là tương thần đoàn kết không? Anh có biết cái gì là tương thần đồng đội không? Anh cái gì vậy? Bình tĩnh đi, bình tĩnh. Tôi kêu hai người tới đá banh mà. Anh cũng thích đá banh, anh cũng thích đá banh. Vậy thì đá banh đi. Mỗi người bớt một câu giùm đi đâu. Toàn là tại anh không đó. Bây giờ khỏi đá rồi, bốc lửa luôn anh rồi. Anh toàn là mấy chuyện vô bổ không à. Tốn thời gian còn ngủ nữa. Anh muốn làm cứ làm từ thiện đi. Đồ ngu ngốc. Nè, vậy là bây giờ tôi sai sao? Là tôi nhiều chuyện đó. Là tôi khùng đó. Tôi kiếm chuyện ra để làm. Tôi không phải muốn hai người làm anh em lại. Tôi cần phiền phức vậy sao? Sau này chuyện của hai người, tôi mặc kệ hai người đó. Cười nhiều vào, đừng làm mất mặt Sisa đó. Bà Chương, sao bà trễ vậy? Phải đó, sao tới trễ vậy? Tôi có chút chuyện. Đây là con dâu của tôi, Hân đó. Dạ, xin chào các cô. Lần đầu gặp con dâu cô luôn đó. Bà Chương chắc thương lắm hả? Ít khi thấy cô dắt ra vậy. Cho nên tối nay tôi cố tình dắt nó ra để đến chào các cô đó. Xin nhờ các cô chỉ giáo. Phải, cô với Sisa làm sao mà quen được vậy? Phải bạn học chung đại học không? Dạ không phải, chúng tôi quen nhau lúc đi du lịch. Chuyện tình yêu xa lãng mạn thiệt ha. Hai đứa nó đúng là trai tài gái sắc đó. Điều kiện của Sisa tốt như vậy mà muốn xứng với nó cũng đâu có dễ, đúng không? Cô tốt nghiệp đại học ở trường nào vậy? Tôi không có tốt nghiệp đại học. Tôi học xong trung học, tốt nghiệp xong là đã ra ngoài làm việc rồi. Đáng lẽ Hân cũng muốn tiếp tục học, nhưng mà do năm đó xảy ra chút chuyện cho nên nó đã bỏ cuộc không học nữa thôi. Thật ra con gái có thể học đại học thì tất nhiên là tốt rồi. Cho dù không tốt nghiệp đại học cũng không sao, biết kiếm một người chồng tốt là được rồi. Dạ phải, tôi cũng cảm thấy vậy. Tôi thấy tôi lấy được Sisa giống như là tôi đã trúng độc đắc vậy. Má thấy hơi khác, con đi lấy ly nước cho má đi. Dạ được, cảm ơn anh. Không có gì. Xin lỗi. Sao bất ngờ vậy? Giờ làm sao đây? Cũng may là không bị rách nguyên cái, nếu không sẽ còn mất mặt hơn nữa. Má ơi, con xin lỗi, con vụng về thiệt mà. Thật ra là má không đúng, má không nên dắt con ra. Con với Fiona là hai loại người khác nhau, dù là xuất thân, bối cảnh, giáo dục hoàn toàn khác nhau. Má không nên đem hai người ra để so sánh như vậy. Má à, Fiona là ai? Bạn gái cũ của Sisa. Bộ nó không nói cho con nghe sao? Dạ có mà. Là tại con đã quên. Nhưng Fiona là con gái như thế nào? Tại sao hai người họ lại chia tay vậy má? Con tự về trước đi. Má đi chào các bạn của má đã. Xã,
Anh về rồi à? Ừ. Hôm nay em đã làm rách chiếc đầm rồi. Thì mua cái khác đi. Nhưng thật sự là chiếc đầm đó không hợp với em đâu. Buổi bạc ti hôm nay em rất là vụng về, và khiến cho mọi người đều nhìn vào em hết. Họ nhìn em giống như là sinh vật lạ. Em rất là sợ má chửi em. Cũng may là má không chửi, nhưng hơi mất mặt một chút. Ông xã ơi, anh không sao đó chứ? Anh có chuyện không vui sao? Không có gì. Mà lúc nãy em nói gì vậy? Em nói là má nói không có gì rồi. Ừ. Anh đi tắm trước em. Anh còn việc phải làm. Em ngủ trước đi. Ừ. Nè, trùng hợp quá vậy. Cùng nhau tập đi. Nè. 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 Đi gì? Chào sếp. Trà sữa nè. Sorry sếp, là một nhân viên công chức, không thể chấp nhận lợi ích của bất kỳ ai. Tôi mua đồ ăn sáng đã. Hôm nay anh không sao chứ? Hiền tĩnh dữ vậy. Không có gì, chỉ là không muốn nói chuyện người thôi. Người phụ nữ này là ai đây? Xem lỡ đây. Em hỏi anh, người phụ nữ này là ai? Nè. Hồ ly tinh, đi ra đi. Cô đi thì đúng hơn đó. Đang đẩy ai? Anh nói sao đi, ai vậy? Anh nói thôi đi, có ai vậy? Có gì từ từ nói. Đừng động tay động chân. Bây giờ không cần anh phải lựa chọn gì nữa. Tôi ghét anh lắm, anh đừng kiếm tôi nữa. Anh chơi bắt cá hai tay hả? Đi chết luôn đi. Anh trai, anh không sao chứ? Không sao. Nhiều khi đứng ở giữa đúng là khó xử thiệt. Anh y sĩ không sao chứ? Không sao. Mà có, anh làm qua CIB kiếm người chắc giỏi lắm. Giúp tôi tìm một người có được không? Nói trước nha, gái thì tôi không kiếm giùm anh đâu, vì tôi không muốn vương vấn vào tình cảm của người khác. Gái thì cần gì anh kiếm? Kiếm trai đó. Tóm lại không liên quan tới chuyện tình cảm thì tôi kiếm giùm anh. Thank you. Wow, phô trương. Một mình anh ăn nhiều như vậy, anh dậy thì lần hai sao? Lô xít gì đây? Bộ ăn nhiều là dậy thì lần hai hay sao hả? Quan tâm anh thôi mà. Nè, nói thiệt đó, những chuyện dậy thì đừng có nghĩ tới nó nữa. Cô đã hết mức rồi. Nhảm nhí thiệt. Làm gì vậy? Ừ? Bộ ngửi mùi sẽ no hả? Đói tự mua ăn đi. Đùa gà bán hết rồi. Anh có hai cái lần mà, hay là cho tôi một cái đi. Trứng tôi cũng có hai trái đó, cho anh một trái lấy không? Thật không? Đi ra chỗ khác đi. Sếp Easy. Cảm ơn chị Kim. Ây cha, sao anh có một món tội nghiệp quá vậy ta? Cũng may cho anh đó, toàn căng tin chỉ có hai cái đùi gà cuối cùng để cho tôi giành được rồi. Mời anh ăn nè. Một cái không đủ hả? Hai cái hả? Sao không lên tiếng vậy? Không đủ hả? Không đủ tôi kêu thêm xúc xích cho ăn nha. Sao khách sáo vậy? Làm sao tôi dám nhận chứ? Anh đi gì à? Anh đâu phải là đồ ngốc đâu, sao mà nhận dai tới vậy chứ? Đúng vậy, bữa đó là tôi nóng nảy nhất thời mới nói sai vài câu thôi. Anh em suốt đời mà, bỏ qua hết cho tôi đi có được không? Để mặc tôi đi mà. Tôi từng tuổi này rồi, bạn gái tôi còn chưa dỗ dành, tôi đi dỗ dành anh đó. Nè, anh không tha thứ cho tôi. Anh không tha thứ cho tôi. Tôi giận anh thiệt đó. Sợ lắm đó. Liên quan gì tôi chứ?
Để trái điểm. Dạ, lên xem. Vào ASU cũng một thời gian rồi. Cảm thấy năng lực của mình thế nào? Năng lực thế nào? Những thứ này không phải sếp nói ra sao? Năng lực của anh ok mà. Cố lên đi. Sẽ mau nhận được huy chương thôi. Tôi đã nhận được huy chương từ sớm rồi. Anh đã... Xong chưa vậy? Ồn ào quá đi. Hốc thảm thiết như vậy, bộ ba mới chết hả? Vậy mà cũng đáng trúng nữa hả? Xin lỗi mà. Cầm lấy lau nước mắt nước mũi đi. Sẵn nước mũi là quê lắm đó. Tuần trước mình còn uống trà với ba. Sau khi uống trà còn đá banh với nhau. Hôm nay thì ông mất rồi. Hay, đúng là phiền phức. Mời cậu ăn nè. Có độc đó, ăn đi cho im, để khỏi làm phiền mình ôn bài. Sao cậu chảnh quá vậy? Người ta nói ăn sô-cô-la tâm trạng sẽ tốt hơn mà. Ba cậu có hay đá banh chung với cậu không? Mình đâu có ba đâu. Ông cũng mất rồi hả? Có hay không có ba cũng vậy mà thôi. Đâu có gì ghê gớm đâu. Cậu hay tới đây ôn bài hả? Ở đây không có ai hết, dễ ôn bài. Vậy có phải tôi làm phiền cậu không? Biết rõ còn nói nữa. Chuyện đó là tất nhiên rồi. Thằng quỷ sứ. Quay lại chỗ này, có phải đã biết là mình tham lam danh vọng cho nên tính về đây sám hối, có đúng vậy hay không hả? Mấy tuổi rồi còn nghĩ vậy nữa? Biết vậy hồi nãy tôi không nói tốt cho anh rồi. Đâu ai mượn anh nói giùm tôi đâu. Quen biết hai người mấy anh, tôi đúng là xui xẻo thiệt. Hay là lật bàn với cả hai người, có phải muốn vậy không? Phải thì nói sớm nha, khỏi làm chuyện tào lao. Không có gì để nói hả? Không nói nữa. Mất công có người á, như ngày xưa còn nhỏ. Tôi thấy buồn quá. Còn chọc nữa phải không? Nói gì nói, sao lần đó đang đá dưới chừng mà bỏ đi vậy hả? Tôi nhìn thấy một người đã lâu rồi tôi không gặp. Con gái hả? Bạn đá banh. Tôi cảm thấy dường như anh ta cố tình né tránh tôi. Ồ, là con trai. Tôi hiểu mà. Phải rồi, là trai đó.
có muốn thử không? Ấy nè nè nè, đã thử đi nè, thử rồi mà. Nè anh Easy, tôi dò hỏi được người đó rồi. Anh ta mở tiệm thu mua thâm thủy bộ nên thường xuyên có mặt ở đó. Để tôi gửi địa chỉ cho anh. Cảm ơn nha. Tiếp nhận tang vật cũng là phạm pháp. Tôi nói tôi không biết đây là tang vật mà. Anh ơi, anh vừa là hợp tác với chúng tôi, theo chúng tôi về đồn hỗ trợ điều tra. Tôi đã rất hợp tác rồi sếp bà. Sư huynh, cảnh sát đi. Tôi muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có bao giờ một tòa nhà báo án nó bị tháo mất cái cửa cuốn? Chúng tôi đúng lúc tuần tra ngang đây, phát hiện ra cái cửa cuốn này trùng khớp với cái được báo mất. Còn anh này lại là chủ của chiếc xe thu mua này, nên chúng tôi mới muốn làm rõ chuyện. Ai ngờ anh ta lại không chịu hợp tác. Thật ra mọi người xung quanh ai cũng biết anh ta. Anh ta ở gần đây lắm. Nè khoan đã, sao cứ phải đi theo tôi vậy? Chuyện của tôi tự biết xử lý. Cho dù cô bị bắt bỏ tù cũng không liên quan tới anh. Tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi mà. Anh tưởng anh lên tiếng thì coi như xù chuyện hồi xưa hả? Tôi nói cho anh biết, từ nay anh đừng đi theo tôi nữa. Đừng để tôi thấy cái mặt của anh. Tôi theo hai người về đồn. Canh chừng tiệm đi. Dạ biết rồi ông chủ. Anh em thông báo cho xe đi. Trương Cảnh Sơn, Thân Khải Tình, Hạ Tiến Hoa, Hồ Quán Thông, Từ Kim, thay đồ ngay lập tức. Tập hợp tại sân dược chứa ngại vật. Chuyện gì vậy? Tôi cảnh yêu. Để làm gì vậy? Alo. Cuộc tiền chi tiết bắt đầu. Trong vòng một tiếng đồng hồ, nếu như không cứu được Thân Khải Tình, cả đội sẽ bị loại không được ở lại. Vậy chúng tôi tìm bằng cách nào? Vậy chúng tôi gợi ý được không vậy? Là nhân viên đội ngũ đặc biệt phải giải quyết mọi vấn đề trong tình trạng nguy cấp nhất và không có sự hỗ trợ. Nếu không làm được thì không thể được gia nhập. Bắt đầu tính giờ. Ngân Ngạch, cô thử gọi trên thân cô có liên lạc được không? Được. Thông và Kim, giúp tôi tìm xem nếu xuất phát từ đây muốn rời khỏi đảo Xích Liệp Giác có tất cả bao nhiêu đoạn đường. Điện thoại không liên lạc được. Cô có đường mòn lên núi. Tấm hình được chụp từ vị trí cao. Chân xe của tòa nhà cao tầng, trên núi có căn nhà nhỏ. Từ lúc anh Thân bị bắt đi tới giờ đã được 5 phút. Nếu như xuất phát từ sở cảnh sát, không thể nào ra khỏi đảo Xích Liệp Giác. Mà ở đảo Xích Liệp Giác chỉ có một chỗ hơi cao, chính là núi Quan Cảnh. Go 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 go. Là chỗ này rồi. Đường mòn lên núi. Cô đang ở đâu? Ngồi đây đợi cô có được không? Vậy bây giờ làm sao? Với tính cách của cô ta, chắc sẽ để lại thứ gì đó để cho mình đuổi kịp. Tìm kiếm đi. Mọi người còn 35 phút. Đây là đồng hồ của cổ. Chắc là do cô ta để lại. Muốn cho mình biết họ rời khỏi chỗ này được bao lâu. Nghĩa là họ mới đi được 8 phút. Vậy là chúng ta đoán không sai. Go go go. Cô bình ổn. Bà ngắn hai dài. Mình mỗi giờ thần đi lại. Vậy thì hướng này đúng rồi. Đi thôi. Cứ coi như tôi tàng hình, tiếp tục đi. Yes, sir. Đếm ngược 5 phút. Nè, bên kia có nhà kìa. Anh Thân chơi ở trong đó. Anh Thân, Khải Tình. Thân. Cô có sao không? Sếp. Hết giờ.
Chúc mừng mọi người hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta lần đầu hợp tác đã hợp cả như vậy. Phô Trương, anh đúng là giỏi thật đó. Tôi cũng cảm thấy sau khi hợp tác với mọi người tôi có giỏi chút xíu. Sao hai người xu nịnh dữ vậy? Đồ giả tạo mà. Tôi nói thật đó. Từ khi nào khiêm tốn dữ vậy? Lần sau khỏi gợi ý nha. Đâu ai kêu cô gợi ý đâu. Cũng đúng, anh nhờ cái lỗ mũi cũng tìm được mà. Vui quá ha. Hai người đừng cãi nữa. Cởi trói cho anh thân trước đi. Cởi trói cho tôi đi. Đi xong rồi còn cởi anh nữa đi thôi. Đi. Nè. Chúc mừng mọi người, cuối cùng đã hoàn thành huấn luyện trong 12 tuần. Sau buổi tốt nghiệp ngày hôm nay, mọi người sẽ chính thức gia nhập từng ban đặc biệt khác nhau. Cho mình tràn pháo tay đi. Trong 12 tuần huấn luyện này, có thể mọi người đều cảm thấy rất cực khổ, và cũng sẽ không hiểu tại sao chúng tôi lại nghiêm khắc với mọi người như vậy. Nhưng mà về sau mọi người sẽ hiểu, tất cả mọi thứ đều xứng đáng. Hy vọng mọi người ghi nhớ những gì được học tại đây, bởi vì sau khi gia nhập, mọi người ngoài việc được vận dụng vào thực tế còn phải học thêm rất nhiều thứ. Ghi nhớ, chỉ cần có lòng tin, nhất định sẽ làm được. Yes sir. Ông chủ. Sếp Dương. Sếp Dương. Mọi người từ tỉnh lên nha. Chuẩn bị. Sếp. Sếp. Sao vậy? Chúng ta có quà cho mấy sếp. Cảm ơn sự chỉ dạy của các sếp. Cảm ơn nha. Ê, khoan đã, đừng có chọc tôi đó. Đảm bảo không có. Sếp Man, phần này tặng sếp. Phần to như vậy là cái gì? Tạ tay vàng. Hy vọng sếp luôn đỉnh như vậy, luôn luôn phong độ, sức khỏe dồi dào. Cái đám nhóc này. À thân, sau khi gia nhập phải cố gắng nhiều hơn, đừng làm mất mặt chúng ta. Dạ rõ. Mấy đứa cũng vậy đó. Yes sir. Cảm ơn. Sếp Trương. Cảm ơn. Mọi người, sau khi gia nhập phải cố gắng nhiều hơn. Yes sir. Sao vậy? Ba cho con lì xì hả? Hôm nay là sinh nhật con mà. Không phải sao? Bà nhớ ra rồi. Hôm nay khai giảng học kỳ mới, năm nào ba cũng lì xì cho con mà. Con không nhớ sao? Khai giảng rồi, cố gắng lên nghe. Tình. Mấy bữa trước bà với bạn đi ăn chay ở Đại Nhĩ Sơn, có xin cho con lá bùa Quan Âm nè. Không được chơi sến đâu đó nha. Chị Dung, tới rồi hả? Chăm sóc ba giùm nha. Được rồi, yên tâm đi. Nha. Mẹ con đừng bỏ bụng đói nha, vừa đi vừa ăn. Dạ được. Nè, làm gì đứng ở đây ngơ ngác vậy hả? Sợ cảnh sát sân bay. Ba người có bị gì không vậy? Sợ cảnh sát sân bay. Tôi biết mà. Ba người này có sao không vậy? Đi thôi. Hồi đầu mong hàng thì ngoài nói yêu si mê chi đi. Mơ liên vĩnh mê duyên, một phân một điều, chuyển vai mỗi trong trường đi. Hồi đầu mong giờ thì mơ liên dư lý sáng trong đi. Mơ gửi pha miền tiền, mỗi một trong tiền tiền, chỉ miền duyên ngài yêu yêu duyên thành mục tiêu. Mỗi đường hảo hiền, mỗi đường trung xin, nhất thay đích mơ liên.
才能成全着一切重要，才能维持信念。流泪带着血痕抹掉了，从没有想要他人知。我交出全部心跳，从前事全忘掉，只看面前。埋头在每天，承受了每段年月，凭着我誓言，坚守跑线。